Bản tin xin được tiếp tục với một số thông tin về hoạt động. Từ năm 2008 đến nay thì tôi có mở các cái lớp luyện tập, tức là khí công, dưỡng sinh tâm thể để dành cho tất cả bà con Việt Nam. Những người có những cái bệnh thường ngày và bây giờ ứng dụng lại cho tất cả các lứa tuổi. Lớp chúng tôi có những người 8 tuổi, có những người 88 tuổi. Với những đóng góp nỗ lực của Master Nguyễn Ngọc Sơn, cũng như Viện Nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng Cảm ứng, Master Nguyễn Ngọc Sơn đã được vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý do nhà nước và cộng đồng trao tặng như chứng nhận Doanh nhân Tâm Tài 2010, Cúp Vàng 2011 do Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trao tặng và vinh dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự. Cúp Vàng Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2012, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh